Rồi hello chào anh em nha, đây cái rất đẹp nha anh em. Đây có khách chốt nè, bây giờ chị quay vào gửi cho anh em, quay vào gửi đi về cho khách nè. Đây rất là lăn khôn nha anh em. Đều giờ gửi cho khách nè, 3 tháng tuổi nha anh em. Làm đến bây giờ mình cho anh nè. Cho anh gửi đi cho khách nè. Anh nha anh em, anh gửi anh nè. Cái rất đẹp nha. Đuôi cùng xí kiếm gài đòn mặt lành lắm. Đây thì cho anh Anna chuẩn bị đi về nhà mới nè. Cái nha, cái rất là đẹp luôn. Đi cùng sấy kiếm, khách mua về là chơi cảnh làm giống nè. Cho anh nhà, cho anh trước khi gửi đi nè. Đấy, ướt eo hết. Không rồng chưa? Sao, đeo bác còn rồng chưa? Lên, ui. Lo chào anh em nha, đây đặt nha anh em, đặt dền đen đều giờ gửi về nhà, nhà mới này, chán cho anh gửi nhà mới này. Chút kìa. Hello chào anh em nha, đây hôm nay quay lại em đặt nha anh em, đặt dần kem bạch hổ đuôi cùng xây kiếm rất đẹp, cái đuôi nó hơi dặm chút nha nè. Đây hôm nay cả khách chốt, bây giờ chị gửi em về dì khách rất đẹp luôn, tai càng đét nha nè, tai càng đét mặt đẹp lưỡi đinh cùi luôn này. Thu đinh thích xây kiếm đẹp luôn, đẹp nhưng mà điều cái đuôi nó hơi dặm chút thôi. Giờ em về nhà mới cả khách chốt nha, khách đây mua đây em về làm giống mà đúng bài à. Anh muốn để là còn đẹp lắm. Đây, anh cho anh nha anh em. Em ở đây anh này. Cho anh coi một chút khi anh gửi về nhà mới này. Đó, xây đẹp đúng không? Xây kiếm đẹp hết. Anh về nhà mới nghe chưa? Bụng luôn không? Thôi, đây cho anh em. Anh ngồi gửi đi nè. Thôi cho anh ngồi gửi đi. Trước khi gửi em cho anh chút kéo ngồi nhìn luôn ha. Bỏ không đi. Đây là mình về nhà mới nghe chưa anh được. Vui mà. Chào. Cái khu anh em. Nhìn đầy này, đầy cái nếp đỏ. Thôi đầy hai nếp đỏ chứ. Yeah. Chào anh em nhận đây, đọc nha anh em. Đọc dần đen, lửa đen luôn. Lành lắm. To đông rồi, à, em ở đó. Anh em yêu thích thì bắt đi, to thù lù. Em đây năm 788 kg rồi, 80 kg rồi. Tôi cùng xí kiếm nha, lửa đen thù luôn. Anh em yêu thích thì bắt em này, làm giống đẹp luôn, to luôn nha anh em. 4 tháng, con này to con rồi, lưỡi đi thôi luôn. Nhiều thích thì bắt em này. Mới như chưa? Đó, em ở đó. Bên kia trang luôn. Anh về chỗ mới. Giờ mình quay trai người gửi đấy nha anh em. Có khách chốt được cái này. Đuôi cùng xế kiếm lửa đen. Em này thì to con nha anh em, cao to. Body đẹp. Con này thì anh em mua giờ nuôi đi xanh làm giống cũng được, to. To cao nha anh em, cốt nó to rồi. Con này cốt thì nhỏ to rồi. Đó, giờ đi kiếm. Anh em yêu thích thì bắt ra sao nha. Con này bắt ra, chặt khách châu. Giờ chiều này gọi đi nè. Gọi đi Bình Dương. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ nha. Còn rất là nhiều màu nha anh em. Giờ đang chạy, anh gọi đi.
anh em yêu thích thì vắt nha. Đó, chạy anh xong giờ giờ mình quay giờ mình chạy anh xong mình đóng thùng đó đi. Ha ha ha!